Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay bên em về thêm được hai bộ sensor nha các bác. Và đây là model sensor EW100G3 nha. Đây, sensor EW100G3. Và đầu mic thì ở đây em sẽ có một cây là đầu 835. Model của nó là EW100G3 nha các bác. Và đầu này đầu 835 ha. Giá cây này là 9 triệu rưỡi nha các bác. Các bác có thể xem tình trạng tai mic giúp em ha. Tai mic còn rất là đẹp nha. Đó. Đây là tai mic ha. Tất nhiên là dòng này thì made in Mexico, made in USA luôn nha các bác. Đây đầu 835 còn đẹp nha các bác. Rồi, đây các bác. Made in USA nha. Đó. Rồi, đây là cây 835 ha. Tiếp theo, thì đây sẽ có thêm một cây nó đầu 845. Đây các bác ha. Nói chung là tai mic thì còn rất là đẹp nha. Đó, đầu 845 đây ha. Nè, tất nhiên là Made in USA nha. Model là 100G3. Dòng mic này thì nó sử dụng hai viên pin 2A nha các bác. Sennheiser này thương hiệu của Đức nha. Đó, tấm mic rất là đẹp nha các bác. Đầu 845 thì 845 giá là 10 triệu nha. Còn đây là đầu thu các bác. Đầu thu ở dưới là cho cây 835, còn đầu thu ở trên là cho cây 845 nha. Thu cũng đẹp nha, tai mic đẹp, bộ nào cũng đẹp hết. Giá thì là 835 là 9 triệu rưỡi, còn 845 là 10 triệu ha. Phụ kiện đi kèm thì bao gồm adapter của Sennheiser ha, anten, jack 6 ly và chống lăn nha các bác. Rồi, đảm bảo các bác là tất cả hàng đều là nguyên rin xịn hết nha, chưa qua sửa chữa. Rồi, cảm ơn các bác. Bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Xin chào và hẹn gặp lại.